Xin chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý khách hàng một chiếc sập mai điểu chất liệu gỗ hương đá của Nam Phi. Hàng bên cơ sở em vừa mới hoàn thiện xong đấy, cũng như là chuẩn bị bàn giao cho anh Phúc ở Tuyên Quang nha quý khách nhá. Có kích thước là dài 2m17, sâu 1m27 và cao là 1m17 nha quý khách nhá. Cao 1m17. Hàng bên em làm cực kỳ là dày, là chân, làm chân 24. Dạ tiền dạ 8 phân. Đấy, dạ tiền 8 phân, đục kênh bong, đục bằng te đấy quý anh nhá. Đấy, đục mai điểu chim chóc cực kỳ là đẹp. Đấy, phía dưới sẽ là rơi ngậm tiền, chứ sẽ là chứ phúc lộc nha quý anh nhá. Đấy, hàng cực kỳ là đẹp. Đấy, vừa mới sơ chi hoàn thiện xong cũng như là chuyển mai sẽ bàn giao cho anh. Hàng là bên cơ sở em làm là hàng hai cỏ, các bạn làm hàng một cỏ như trên thị trường nha quý anh nhá. Đấy, hàng hai cỏ. Đấy, hàng cực kỳ là sắc nét, đây là hàng đục và bên em đã sửa lại bằng tay. Đấy, tất cả là đục bằng tay hết này và sửa lại, giấy giáp cực kỳ là nhắn nhụi nha quý anh nhá. Đấy, và phía trên này, phía trên là sẽ có bốn con triện, bốn góc. Đấy, và mặt là mặt hai lá nha quý anh nhá, ghép hai lá. Đấy, mặt bàn cực kỳ là to, cực kỳ là rộng. Đấy, mặt hai lá sẽ từ một cây ra. Đấy, còn đây là phía cạnh như vậy nhá, để cho phòng thờ không gian to cũng như là rộng. Quý khách hàng yêu thích sản phẩm sập mai điểu này là rất chi là hợp lý như vậy nhá. Đấy, sập cực kỳ là đẹp. Đấy, tam xẻ này, chân 24 như vậy nhá. Quý khách hàng nào quan tâm đến chiếc sập này có thể liên hệ ngay với Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Hoặc là qua địa chỉ ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội xem hàng trực tiếp. Bên cơ sở em rất nhiều mộc đang trưng bày. Hoặc là lên website chúng em là đogodomanh.com để xem thêm các mẫu mã cũng như là công khai bán ra sản phẩm trên website. Và video chúng em chỉ kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video tiếp theo nhé.